Ngọc Thơ, Thời báo.đ Chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhân vật gây nhiều tranh cãi về vai trò trong Tết Mậu Thân, Đảo Qua Đời Nghe 26 tháng 7 báo Người Việt có bài Hoàng Phủ Ngọc Tường kẻ chối tay không dính máu thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế Đảo Qua Đời Báo Người Việt cho biết nhiều báo tại Việt Nam đưa tin Ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, người gốc quản trị nhưng sinh ra ở Huế, qua đời ngày 24 tháng 7 tại Sài Gòn ở tuổi 86, sau một thời gian dài bệnh hoạn phải ngồi xe lăn. Hình ảnh bài trên báo Người Việt. Theo báo Người Việt, ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, một trong những nhân vật nổi tiếng chống đối chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, rồi thoát ly lên rừng theo Cộng sản, Bị không ít người lên án phải chịu trách nhiệm vụ thảm sát hàng ngàn quân cán chính và nhân dân vô tội khi quân Cộng sản mở chiến dịch tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 ở thành phố Huế. Báo Người Việt dẫn báo chí ở Việt Nam ngày 25 tháng 7 khi đưa tin chỉ ca ngợi ông Tường là một nhà văn khi chết đã để lại nhiều tác phẩm văn chương gồm cả thơ và truyện nhưng rất được yêu thích qua thể loại bút ký. Thời Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, Ông Hoàng Phủ Ngọc Tường tốt nghiệp ban Việt Hán của Đại học Sư phạm tại Sài Gòn năm 1960, ra trường vừa đi dạy vừa học thêm tại Đại học Văn khoa Huế và đầu thêm cử nhân triết. Cũng theo báo Người Việt, khoảng thời gian này ông Tường tham gia tích cực các hoạt động chống đối chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, nổi tiếng qua các cuộc biểu tình rồi cùng một số người chạy lên rừng vào năm 1966. Sau khi miền Nam sụp đổ, ông Tường gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam rồi được cử làm tổng thư ký hội văn học nghệ thuật bình trị thiên huế chủ tịch hội văn học nghệ thuật bình trị thiên tổng biên tập tạp chí cửa việt ông có nhiều tác phẩm được xuất bản và được tặng thưởng một số giải thưởng văn chương nhưng báo người việt cho hay điều làm ông nổi tiếng nhất không phải về tài viết văn làm thơ mà là những tranh cãi về vai trò của ông và một số nhân vật nổi tiếng khác ở huế như em trai ông hoàng phủ ngọc phan Cùng với Nguyễn Đắc Xuân về vụ thảm sát hàng ngàn người trong cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân ở Huế năm 1968. Hình ảnh Hoàng phủ Ngọc Tường nhân vật gây nhiều tranh cãi về vai trò của ông trong biến cố Tết Mậu Thân tại Huế. Báo người Việt cho biết thêm nạn nhân của cộng sản trong vụ này không riêng gì quân cán chính địa phương mà còn gồm cả đàn bà trẻ em cũng bị giết chung. Rất nhiều người bị đập vỡ sọ, bị chôn sống, bị cột chùm với nhau bằng dây kẽm gai, rồi đẩy chung xuống hố tập thể. Tài liệu cũ với hình ảnh, bài viết, phim tài liệu thời sự của báo chí, truyền hình và hội ký bằng tiếng Việt và ngoại ngữ là các bằng chứng không thể chối cãi về sự giả man và độc ác cùng cực của Cộng sản Việt Nam. Trong khi nhà cầm quyền Việt Nam cho tới giờ này vẫn còn chối và đổ vạ ngược lại cho Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, thì ông Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trong số những người hiếm hoi mấy năm trước nhìn nhận cuộc tàn sát ở Huế Tết Mậu Thân là do Cộng sản gây ra, báo Người Việt cho hay. Về phần mình, trong một bức thư gửi qua nhà văn Nguyễn Quang Lập, ông Tường phủ nhận việc mình đã có mặt ở Huế khi vụ đại thảm sát diễn ra khi viết rằng mình là kẻ ngoài cuộc. Tuy nhiên, báo Người Việt nhận xét dù ông ta có trực tiếp nhúng tay vào máu hay không, ông Tường vẫn không phải là kẻ ngoài cuộc. Báo Người Việt nhắc lại lời ông Hoàng Phủ Ngọc Tường khi trả lời cho nhóm làm bộ phim tài liệu truyền hình Mỹ Việt Nam Thiên Sử Truyền Hình của Stanley Cano vào năm 1981. Trong đó, ông Tường gọi các nạn nhân của vụ thảm sát là những con rắn độc. Nhưng vào năm 2018, sau 50 năm xảy ra vụ tắm máu mậu thân, ông Tường lại viết trong một bức thư nhờ ông Nguyễn Quang Lập phổ biến trên Facebook rằng hành động giết oan của quân nổi dậy trên mặt trận huế năm mậu thân đó là một sai lầm không thể nào biện bác được đồng thời ông tường còn nói ông đã dối trá khi kể lại vụ tắm máu đó như một kẻ đã tham dự trực tiếp nhưng thực tế lại không có mặt theo báo người việt quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo chấm d với bản tin hoàng phủ ngọc tường nhân vật gây nhiều tranh cãi về vai trò trong tết mậu thân đảo qua đời một nền giáo dục lạc đường, phản giáo dục. Ngày 24 tháng 7 trên trang cá nhân của nhà thơ Trần Mạnh Hảo có một bài bình luận về nền giáo dục Việt Nam với đánh giá: Đây là một nền giáo dục phản giáo dục, hình ảnh status trên trang cá nhân của nhà thơ Trần Mạnh Hảo. Thời báo.d xin giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau: Bộ giáo dục Việt Nam hôm nay thực chất là bộ phản giáo dục, không phải nền giáo dục Việt Nam lạc hậu mà nó đã lạc đường đi ngược lại với nền giáo dục văn minh nhân bản của nhân loại. Cái tích trên không phải là của Trần Mạnh Hảo, mà Trần Mạnh Hảo chỉ trích lại lời của giáo sư Hoàng Tụy, nhà toán học lớn của Việt Nam, phát biểu trong cuốn sách Xin được nói thẳng, nhà xuất bản Thế giới và Omega Việt Nam. Trần Mạnh Hảo tôi viết bài báo này để chỉ ra nguyên nhân khiến cho nền giáo dục nước ta là một nền giáo dục phản giáo dục như sau. Thứ nhất, một nền giáo dục lấy dối trá làm mục đích Bộ Phản Giáo dục đã lấy cuốn sách Cơ sở Văn hóa Việt Nam của giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Thêm làm giáo trình cho môn văn hóa học suốt hơn 30 năm nay, dạy cho học sinh phổ thông và sinh viên các trường cao đẳng và các trường đại học. Cuốn sách này là cuốn sách ăn cắp một cách trắng trợn. Năm 1996, Trần Mạnh Hảo có viết bài Giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Thêm là một kẻ ăn cắp mọi ý tưởng, mọi mệnh đề triết học và văn hóa học của giáo sư triết gia Linh Mục Kim Định để viết cuốn Cơ sở Văn hóa Việt Nam đăng hai kỳ trên báo Văn nghệ. Như vậy, Bộ Phản Giáo dục đã đồng nhất đạo đức văn hóa của Việt Nam hôm nay là ăn cắp. Một nền giáo dục ăn cắp, văn hóa ăn cắp đã sinh ra một nền cai trị với cơ chế ăn cắp. Nên 98% kẻ có chức quyền của Việt Nam hôm nay hầu hết là ăn cắp, là tham nhũng. Ông Nguyễn Thiện Nhân khi làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ông này có thành tích phá nát nền giáo dục Việt Nam đã nói đại ý nên giáo dục chạy theo thành tích của ta là một nền giáo dục thiếu trung thực nghĩa là nền giáo dục dối trá hình ảnh trang bìa cuốn sách cơ sở văn hóa Việt Nam một cuốn sách ăn cắp nhưng được đưa vào giảng dạy trong các trường cao đẳng và đại học thứ hai một nền phản giáo dục bỏ dạy môn văn hơn 20 năm nay đồng nghĩa với việc bộ phản giáo dục đã bỏ tâm hồn học sinh sinh viên ra khỏi nền giáo dục hơn 20 năm trước, Bộ Phản Giáo dục đã nghe lời dụ dỗ của hai vị, giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh và giáo sư tiến sĩ Trần Đình Sử. Ông Mạnh và ông Sử là thầy của nhiều ông bộ trưởng bộ dục bỏ dạy môn văn, là môn thẩm mỹ nghệ thuật, môn của xúc cảm tâm hồn, là môn dạy làm người quan trọng nhất của giáo dục, để dạy một môn điểu cán ngữ văn, là môn khoa học đi tìm nguyên lý khách quan của ngôn ngữ văn học, một môn của lý trí. Sở dĩ ông Mạnh và ông Sử, quân sư cho bộ dục bỏ dạy môn văn học là môn của xúc cảm sáng tạo để dạy môn ngữ văn rập khuôn nhằm giúp các ông Mạnh và Sử bán văn mẫu do ông và học trò viết ra, thu về cho các ông hàng triệu đô la. Thứ ba, một nền phản giáo dục mà bằng cấp hầu như đều được mua bán bằng tiền. Chúng tôi gọi đó là tiến sĩ phong bì và giáo sư phong bì. Thứ tư, một nền giáo dục chủ trương trường chuyên lớp chọn đã như một cái chợ trời giáo dục thứ năm dốt như chuyên tu ngu như tại chức tạo cơ hội cho người ngu dốt mà có chức có quyền tiến thân với sự học giả bằng thật thứ sáu học tài thi lý lịch hầu hết người giỏi đều bị vướng lý lịch chỉ có người dốt mà lý lịch tốt thì mới được làm quan hình ảnh một biếm họa về văn mẫu trong nhà trường thứ bảy nên giáo dục coi rẻ trí thức trả lương chết đói cho thầy cô Thứ 8, một nền phản giáo dục chạy đua thành tích là một nền giáo dục ngụy tạo không có thực chất. Thứ 9, một nền giáo dục bị chính trị hóa là một nền giáo dục vong thần. Ví như đưa khái niệm tính đảng, tính giai cấp vào môn ngữ văn thì không có môn ngữ văn nữa mà nó đã giết chết văn học và văn hóa. Thứ 10, một nền giáo dục đỉ điếm cho sinh viên nữ ngành sư phạm được quyền làm điếm chỉ 3 lần làm điểm từ lần thứ tư sẽ bị đuổi theo lệnh của bộ trưởng nhà. Thứ 11, một nền giáo dục đã bị mafia hóa, mafia xuất bản sách giáo khoa, mafia giáo sư, mafia học hàm học vị, mafia thi cử, mafia biên soạn sách giáo khoa. Nhiều bạn đọc gọi cho tôi bảo một nền giáo dục phản giáo dục, phản văn hóa, phản nhân văn của Việt Nam hôm nay đang tạo ra thuận lợi lớn nhất cho Trung Quốc cướp nước của ta. Th่าง ơi, dân tộc này chắc không thể tồn tại nổi 50 năm nữa đâu. Khi muốn biết một chế độ cai trị tốt hay xấu, người ta nhìn vào nền giáo dục. Ai có thể cứu nổi sự suy vong gần tới tận cùng của dân tộc Việt Nam chúng ta hôm nay? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin: Một nền giáo dục lạc đường, phản giáo dục. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc thơ thời báo.d